VN đã có một ngày di chuyển trong biên độ từ quanh ngưỡng 2.163 lên quanh ngưỡng 2.181 với chiều hướng tăng vào ngày hôm qua, trước bối cảnh thị trường đang tiêu hóa lập trường ôn hòa của Fed khi cho rằng có 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay và căng thẳng địa chính trị cũng đang là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng. Vàng đi tương đối sát với nhận định của mình trong video nhận định xu giá vàng ngày hôm qua, mặc dù chiến lược sell quanh 2.182-2.185 thiếu một chút là khớp limit, nhưng với chiến lược buy quanh khu vực 2.160-2.164 đã có lợi nhuận rất là tốt, khoảng 150-170 pip khi vàng có nhịp bật tăng lên ngưỡng 2.181 vào tối ngày hôm qua. Và hôm qua, khởi đầu tuần giao dịch mới, Group VIP bên mình đã có một ngày giao dịch thắng lợi khi tổng kết lợi nhuận đạt hơn 600 pip với tổng 8 kèo, trong đó thì vàng chiếm 6 kèo, hit full TP. Hy vọng là hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày giao dịch thành công khi lệnh sell vàng đầu ngày entry 2.174-2.176 đã hit TP2 52 pip. Vàng được hỗ trợ tăng khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed trong năm nay và những nhận xét ôn hòa từ các quan chức Fed. Sự tăng giá của vàng được thúc đẩy bởi đặt cược cao hơn vào kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Hôm nay, thị trường sẽ quay lại các dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ như đơn đặt hàng hóa lâu bền được công bố vào lúc 19:30 và sau đó lúc 21:00 là niềm tin tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị CB. Cuối tuần này, tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 4 sẽ được công bố vào tối thứ Năm và báo cáo PCE của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào tối ngày thứ Sáu. Các nhà đầu tư cũng cần lưu ý thêm đến căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và Đông Âu có thể thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn và có lợi cho giá vàng. Trước khi đi vào phần phân tích xuống giá vàng ngày hôm nay, mình xin chia sẻ niềm vui mỗi ngày của mình, đó là việc nhìn thấy tài khoản CopyTrade tăng tiến cả về lợi nhuận lẫn số người tham gia copy. Hiện tại thì lợi nhuận từ đầu năm 2024 đến giờ là 58,57% và tính tổng từ tháng 8 năm 2023 đến hiện tại, lợi nhuận dòng là 107%, tương đương với hơn x2 tài khoản. Số người đang sao chép hiện tại đã lên tới 62 nhà đầu tư. Thật sự là không có hạnh phúc nào hơn bằng việc mọi người tin tưởng gửi gắm vào tài khoản CopyTrade và đặc biệt hàng ngày đều sinh lợi nhuận cho mọi người. Mình xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đang tham gia CopyTrade của bên mình. Hy vọng là tài khoản Master sẽ tiếp tục đem đến cho mọi người niềm vui mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ H4, vàng đã di chuyển trong biên độ từ quanh ngưỡng 2.163 lên quanh ngưỡng 2.181 vào ngày hôm qua. Hiện tại thì giá vàng đang tích lũy dưới MA20, các đường MA đều đang đi ngang cho trạng thái sideways tích lũy của thị trường. Biểu đồ histogram đang âm nhưng đã ngắn dần, cho thấy động lượng giảm đã yếu đi. Trong phiên Á Âu của ngày hôm nay, dự kiến giá vàng sẽ tiếp tục di chuyển trong biên độ này. Nếu vàng giảm xuống ngưỡng 2.164-2.165, nơi trên line hỗ trợ tăng đi qua, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua nhỏ thăm dò lên với vàng. Trường hợp vàng gãy khỏi trên line tăng giá này, vàng có thể mở rộng đà giảm xuống vùng hỗ trợ đáy cũ liền kề quanh khu vực 2.150-2.153. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc kênh mua chính khi vàng tiếp cận vùng hỗ trợ này và xuất hiện các tín hiệu đầu chiều. Với chiến lược bán, hiện tại thì giá vàng vẫn đang đi tích lũy, do đó chúng ta vẫn chờ bán khi vàng tiếp cận lại và kháng cự quanh vùng 2.181-2.185 nếu xuất hiện các tín hiệu từ chối giá, dừng lỗ khoảng năm giá. Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong ngày hôm nay, các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh mua nhỏ thăm dò quanh vùng 2.163-2.164, mua chính quanh khu vực 2.150-2.153 hoặc canh bán vàng quanh khu vực 2.181-2.185 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng 5 giá. Các chiến lược scalping trong ngày thì mình sẽ báo cho các bạn ở trên Group VIP nhé. Mình xin dừng video nhận định xuống giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá vàng tiếp theo.